Bà do mình muốn đến nên nó dẫn đến ba, đó là vì công thức. Công thức tức là dầu một cái người Phật tử mà giỏi Phật pháp hay là chỉ biết sơ sài đều có là hành giả hay không phải hành giả đó, thì cứ nhớ những công thức đó thì cộng với cái niềm tin là mình tu được, cộng với niềm tin mình tu được. Cứ làm cái gì mình cũng nhớ cái câu này chứ, là do vô minh được bốn đế nó mới dẫn đến ba hành. Thì ở đây mình thấy cái chuyện đầu tiên đó là cái ái dục sinh thành người. Có nghĩa là cái chữ người ở đây nó không có phải chỉ cho nhân loại không, mà chỉ cho tất cả chúng sinh ha, chỉ cho tất cả chúng sinh. Thì chính vì mình thích cái này thích cái kia thì nó mới dẫn đến một cái cảnh giới tương ứng. Ví dụ như mình nói nôm na đó, mình thích trong dục lạc thì mình sanh trở lại làm chúng sinh ở dục giới. Mình thích đến trong thiền định sắc và vô sắc đó, thì mình mới sanh trở lại làm ở phẩm thiên, các cái cõi tương ứng. Rồi chưa có hết đâu, ngay ở trong cái cõi dục giới đó, cái kiểu thích của mình đó, thích kiểu gì đó, thì mình mới sanh vô trong cái cảnh giới nó tương đương như vậy. Thí dụ như hôm trước chúng tôi có nói, có nhắc là bài kinh Quanh Co đó, Phật thầy dạy là cũng thích trồng dục, nhưng mà cái sở hành Quanh Co thì mình sẽ sanh vào là cái loại Quanh Co, cái loại mình thích trốn trốn tránh. Thì Quanh Co làm sao? Quanh Co đây cái chữ Quanh Ca là khuất lấp, chữ Quanh Co nó hiểu, nó hiểu nghĩa là khuất lấp đó. Có nghĩa là mình có những cái suy nghĩ mà không có muốn người khác biết. Mình có những cái câu nói mà nó xuất phát từ tâm bất thiện, có những cái hành động bất thiện, mà cái câu nói bất thiện, hành động bất thiện và suy nghĩ bất thiện, đó là những cái mà mình không muốn người ta biết. Không muốn người ta biết, ngay cả cái gì mà đi trộm cướp thì lén được bao nhiêu thì lén nha, lén được bao nhiêu thì lén. Thì khi mình thích dục, mình thích hưởng thụ các dục là các thứ khoái lạc ở đời, nhưng mà cộng với mình thích cái kiểu gì, mình thích cái kiểu là thụ hưởng tự tự thụ hưởng vật dục khoái lạc và bằng cái kiểu làm bất thiện á, kiểu mà sát sanh trộm cắp thì cái kiểu đó đó chết rồi cũng sanh về cõi dục nhưng mà nó thấp kém. Còn mình thích dục lạc nhưng mà lại thích thì cái kiểu người mà làm lòng làm thiện ấy thì sanh trở lại cõi dục, sanh trở lại cõi dục. Cũng sanh lên lại cõi dục giới, nhưng mà được sanh về các cái cảnh giới nhân thiên, thí dụ như được làm người hay là sanh về các cái cõi trời dục giới như là đau lợi dạ ma thú súc vân vân. Thì cái đó cũng gọi là dục giới, nhưng mà nó tốt hơn, nó vui hơn, mình không có lâu, một thời gian ngắn thôi, nó hết cái tuổi thọ đó thì nó quay trở lại. Và tôi nói 1.000 lần rằng là tất cả chúng ta ở đây, chúng ta từng đi qua những cảnh giới cao cấp nhất như là phạm thiên phi tưởng đi phi tưởng, và chúng ta cũng từng trải qua những cảnh giới mà thấp kém nhất, thí dụ như con trùng, con dế, con ruồi, con muỗi, rồi thì là các cái tầng địa ngục mà sâu nhất, sống lâu nhất, chịu nhiều đau khổ nhất, như địa ngục không gian, địa ngục dành cho mấy người mà đoạn kiếp nặng á, hả, cái tuổi thọ nó 84.000 đại kiếp ấy, thì mình cũng từng đã trải qua rồi, từng trải qua rồi, là cả năm cũng có qua hết á, cho nên là mà cái đó ở đâu nó ra, cái chuyện luân hồi đó là do cái lòng tham ái trong trong sáu 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 cảnh, tôi nhắc lại, do cái lòng tham ái trong cảnh dục đó thì sanh trở lại làm chúng sanh của dục giới, do cái lòng tham ái trong các cảnh thiền thì sanh trở lại làm được phẩm thiền, rồi cứ hết tuổi thọ rồi cái nghiệp đó nó hết rồi thì quay trở lại với cái nghiệp khác. Mình lúc nào cũng có sẵn vô số những cái tiền nghiệp để mà mình đi theo nó. Cho nên ở đây đó, cái dục sanh thành người nghĩa là vậy đó, cái hành giả đứng nằm dưới là cái người tối thiểu là giảm bớt cái luân hồi. Làm sao giảm đây? Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt
thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Tức là khi người tôi là trong bốn quay nghi, hoặc là trong lúc mà sáu căn nó làm việc đó, thì đối với một hành giả tứ niệm xứ mà thứ thiệt cái nha, tôi đang nói là thứ thiệt á, thì là có cái cơ hội chánh niệm. Và cứ mỗi lần mà sáu căn mà nó biết sáu trần, cứ mỗi lần mà họ sống trong mọi dời đổi trong bốn quay nghi, thì là những lần họ giữ chánh niệm, bớt tham, bớt sân, thì như vậy thì họ rút ngắn được cái dòng luân hồi, rồi gieo duyên giác ngộ. Còn người mà không có chánh niệm ấy, thì cứ là đi đứng nằm ngồi bằng tham sân si, rồi thấy nghe ngửi nếm đụng bằng tham sân si, hít ra thở vào bằng tham sân si, nói cười ăn uống bằng tham sân si, trong tất cả sinh hoạt lớn nhỏ cũng đều là từ tham sân si mà ra. Thì do đó thì coi như cái cơ hội đau khổ cũng nhiều hơn, có nghĩa là mình đang sống trong tình dục. Mà là nếu thiếu thiếu chánh niệm thì cái dục ái nó gọi là cái sân nó càng có cơ hội nó phát triển. Cho nên ở đây thì đầu tiên phải nói đó là cái đời sống chánh niệm, nếu mà có học chút ít Phật pháp thì nó thấy tại sao cái lý do nào mà mình phải giữ chánh niệm, là vì nhiều lý do lắm. Mà chuyện đầu tiên là nó hạn chế được cái phiền não. Mà khổ thì nó có hai khổ, là có khổ khổ nhân và khổ quả. Khổ quả là làm sao? Tức là do cái nghiệp quá khứ, bây giờ mình sanh ra mình làm con trùng con dế, sanh vào cái đồi bàn, sanh địa ngục cũng là khổ, đó là khổ quả. Hoặc là sanh lại làm người nhưng mà bị bệnh tật, không nhan sắc, không tiền bạc, không sức khỏe, rồi bị tai bay quả gửi tùm lum hết, thì đó gọi là khổ do quả. Còn khổ do nhân là làm sao? Khổ do nhân tức là cứ mỗi lần cái tâm bất thiện nó xuất hiện là mỗi lần chúng ta khổ nha. Mỗi lần mình tâm bất thiện nó xuất hiện là mỗi lần chúng ta khổ. Cho nên khi mình giữ chánh niệm ấy, có nghĩa là mình bớt được một nửa cái khổ, có nghĩa là mình chỉ còn chịu cái khổ quả thôi. Có nghĩa là ví dụ như mình bị đau nhất là do thân làm người, mà cái thân người là đó là quả hả, đó là A Tỳ Đàm ấy, thân người đó là sắc nghiệp mà. Thì bị đau nhất bởi vì cái nên nhớ đó, cái khổ quả đó nó cũng có hai trường hợp nha. Một có là cái khổ do cái nghiệp bất thiện quá khứ, và cái khổ thứ hai nữa đó là nó là do cái nghiệp tham ái. Thí dụ như bây giờ nói khổ quả nó có hai loại, chẳng phải ghi luôn quá. Khổ thứ hai là khổ do nhân và khổ do quả. Khổ do quả là khổ do tâm tái tục đưa ta vào các cảnh giới xa đọa, hoặc mang thân người với những hoàn cảnh sống hay tình huống bất toại. Đó, đó gọi là khổ do quả nha. Khổ do quả được nghĩa là gì? Thứ nhất là do cái tâm tái tục nó đưa mình vào các cảnh giới xa đọa. Ví dụ như là đó mình làm nghiệp xấu trong quá khứ, bây giờ mình sanh lập con này con kia đó, thì đó là khổ do quả. Nhưng mà cũng nhiều khi mình mang thân người mà mình cũng bị khổ, khổ do cái hoàn cảnh sống, hay là khổ do những cái tình huống. Ví dụ như mình sanh ra làm người nghèo, người bệnh, thì đó là khổ do cái hoàn cảnh. Nhưng mà còn những cái tình huống, ví dụ như mình bị đánh, bị đâm, bị cướp, bị chèn ép, bị chà đạp, bị xúc phạm, bị làm tổn thương, thì cái đó được gọi là khổ do quả. Còn cái khổ do nhân á, tức là khổ do cái tâm bất thiện hiện tại, thì mỗi lần mình nổi giận nó là một cách khổ. Rồi mỗi lần mình tham nó cũng là cái khổ, thì tham mà muốn mà không được nó cũng là khổ. Nếu mà thôi nhớ kỹ là cái muốn mà không được cũng là khổ, mà không muốn mà phải bị cũng là khổ. Cho nên cả tâm tham tâm sân nó nào cũng là khổ hết trơn á, thì cái khổ đó là khổ do nhân. Còn cái khổ do quả tức là do những cái quả đời trước, mà khổ quả nó có hai nữa, khổ do quả có hai, khổ do nhân cũng có hai.
Ủa nhân quả là có hai làm sao? Thứ nhất là do quả bất thiện và do có tâm tái tục nên mới có sự hiện hữu để phải sống trong sự chi phối của tam tướng. Đó, cái khổ do quả nó có hai vậy đó. Một là khổ do quả bất thiện, đúng, cái đó là đã làm rồi. Nhưng mà có cái thứ hai nó mới cao siêu, đó là khổ do có cái tâm tái tục. Có nghĩa là dù mình có làm để thích đi nữa thì mình không có thể nói là hầu như mình không có bị khổ do quả bất thiện rồi đó. Ngay đồng kiếp đó thôi nha, ngay đồng kiếp mình làm để thích thì coi như cái khổ do quả bất thiện này có thể kể là không có, nhưng mà nó khổ do có cái tâm tái tục. Cho nên nó là đế thích nó bị vô thường, tâm thân và tâm đế thích nó bị khổ và vô ngã. Mà khổ và vô của đế thích đó, chúng ta phải nhớ muốn hiểu đế thích phẩm thiên đó, nói chung họ khổ cho cái gì? Khổ có ba, đây là những dấu lý căn bản nha, là khổ khổ tức sự có mặt của những gì mình không muốn. Rồi cái hành khổ là sự vắng mặt của những gì mình ưa thích, tự gọi là hoại khổ nghe, đó là hoại khổ nghe, xin lỗi, hoại khổ là vậy đó. Khổ nó có ba, một là khổ khổ nghĩa là sự có mặt của những gì mình không muốn, còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì mình ưa thích. Thí dụ như là thương phải xa cũng là khổ, mà ghét phải gần á cũng là khổ. Nhưng mà cái ghét mình phải gần ở đây nó là khổ khổ, cái ghét phải gần ở đây nó phải hiểu nghĩa rộng nha. Ghét phải gần đây nghĩa là cả những con người cả những cái người mình ghét mà mình phải gặp ở gần á, mà cái ở đây nó còn bao gồm luôn cả những cái chuyện mà mình không có thích. Dạ, phải hiểu cái ngầm như vậy, bởi vì mấy cái khổ nó liên quan lẫn nhau, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được đó thì cái khổ phải gần, ghét phải gần. Ví dụ như cái cảm đó mình không có thích, cái âm thanh, cái hình ảnh đó mình không có thích, nhưng mà mình phải chấp nhận. Cái mùi đó mình không có thích mà mình phải chấp nhận. Cái món ăn, cái vị đó mình không thích mà mình phải chấp nhận, thì trường hợp đó là gọi là ghét phải gần. Thương phải xa, ghét phải gần, thương phải xa cái là người đã đọc rồi, tới vật cũng vậy, vật mình thích mà mình phải lìa đó. Cho nên khổ khổ, khổ nó có ba, một là khổ khổ là sự có mặt của những gì mình cũng muốn, còn hoại khổ là sự có mặt của những gì mình thích. Và cái thứ ba này mới ghê nè, cái hành khổ là sự có mặt trong tam giới nói chung, gọi là khổ vì sự có mặt nào cũng nằm trong ảnh hưởng của tam tướng và đều phải lệ thuộc các duyên. Ví dụ nó mới mập nè, cái khổ này nó là cái khổ vi tế, khổ này khổ, cái khổ này mới ớn mình sống. Tức là hành khổ là sự có mặt trong tâm giới nói chung, mà cái sự có mặt đó dù là phạm thiên thế thích thì nó cũng gọi là khổ, là bởi vì cái sự có mặt nào cũng nằm trong cái ảnh hưởng của tâm tướng và đều có lệ thuộc các duyên. Tôi không biết các vị có còn nhớ cái bài giảng của tôi về cái vụ này không, tại sao lệ thuộc các duyên là khổ, là bởi vì bất cứ một cái sự có mặt lớn nhỏ nào trong đời này đó, nó cũng phải là đòi hỏi các điều kiện. Sự có mặt nào cũng
đòi hỏi các điều kiện, tức lệ thuộc các duyên mới có. Đó, cái đó là cái khổ. Đó là cái khổ. Ví dụ như mình làm người đi, mình do cái nghiệp tham ái phải sẽ làm người thì phải ăn nè, phải uống, phải mặc, phải có nhà ở, thấy không? Chỉ là mình còn thiếu một cái thôi đó là tứ đại nó bị bất hòa, dứt khoát là vậy thôi, tứ đại bất hòa. Bao nhiêu cái bệnh tật gì của mình đó là nó đều do tứ đại bất hòa, mà cái tứ đại nó đâu nó ra, tứ đại bất hòa nó đâu nó ra. Cái sự bất hòa ở đây nó là do bất hòa đây, nó cái chữ bất hòa đây nghe dễ hiểu lầm, tức là gây gỗ. Phải bất hòa đây có nghĩa là nó tiếng Hán là thất điều, thất điều, tứ đại thất điều, tiếng Bali kêu là viruttha. Viruttha viruttha có nghĩa là sao? Có nghĩa là chống trái, rồi xung đột, chống trái xung đột. Nói nghĩ là cái chữ gì quên mất rồi. Chống trái xung đột, xung khắc, phải. Chữ vứt xuống nước thá là xung khắc, thất điều vậy đó. Có nghĩa là cái nhiệt độ ha, của mình nó không có được như ý ha. Rồi khi thức ăn nó vô nó tạo ra những cái sự mà trục trặc, trục trặc ở trong cái cơ thể của mình. Cho nên cái chỗ ở mình không có như ý thì mình bị rùi, bị mũi, bị nóng, bị lạnh. Rồi thức ăn này không như ý nó vô nó tạo ra các loại bệnh ha. Rồi áo quần mặc không có đủ thì nó lạnh, hoặc có những cái mặc một cái chất liệu vải nó không có đúng mùa làm cho mình nên làm cho mình nên. Mùa hè mà đi mặc ba cái đồ ni lông, ba cái đồ bằng polyester, nó nóng gần chết, nó không có mồ hôi, nó không có thoát hơi, nó nóng. Rồi tới mùa đông thì đi mặc mấy cái đồ mà nó không có giữ nhiệt thì cũng khổ. Ăn uống cũng vậy, ăn uống mà nó không có đúng thì cũng khổ. Cho nên chính vì vậy cho nên đời sống mình nó là chỉ riêng cái cảnh mà lệ thuộc các duyên, lệ thuộc các duyên. Nó đòi hỏi các cái điều kiện thế này thế nọ, chết rồi. Cái gì mà tục lệ thuộc không phải có tục lệ mà là sự lệ thuộc, chết rồi. Sự có mặt nào cũng đòi hỏi các điều kiện, phải tức lệ thuộc các duyên. Chữ đó chữ tức mà đây tôi không hỏi dấu, tức lệ thuộc, tức là đó, tức lệ thuộc các duyên mới có. Thì cái này được gọi là hầm khổ, tức là chưa nói đến chuyện đau đớn gì hết, chưa nói, chỉ nói đến chuyện mà nó lệ thuộc các duyên thôi. Là mình thấy bà trả cái sankhara là có nghĩa là gì? Cái sankhara có nghĩa là nó đòi hỏi các điều kiện, nó phải lệ thuộc các duyên nó mới có. Thì cái đó là khổ nha. Cho nên nó là ở đây đó là khổ nó có hai, là khổ do quả và khổ do nhân. Khổ do quả thứ nhất là do các quả bất thiện mà nó bị cái này bị cái kia là khổ đã đành rồi, mà cái khổ thứ hai là do có cái tâm tái tục. Cho nên là mình phải sống ở trong ba cái lò, trong cái hành khổ. Còn do cái nghiệp bất thiện ấy, thì mình mới bị ở trong cái khổ và cái hoại khổ. Nhưng mà riêng về cái do nghiệp bất thiện mình mới có thể bị khổ là cái chắc rồi đó. Còn cái hoại khổ thì có lúc thì nó do nghiệp quá khứ, có lúc thì nó do hành khổ tác động. Có nghĩa là có cái gì đó là phải có mặt thì nó phải có lúc nó biến mất, chuyện tự nhiên thôi. Mà cái thứ ba là cái khó thấy nhất, đó là chỉ cần sự có mặt là đủ rồi. Sự có mặt đó là khổ rồi, bởi vì nó phải lệ thuộc các duyên. Thì cái đó gọi là khổ do quả ha. Mà bởi vì các cái tâm tiếp tục ở đâu nó ra thì nó là do các cái tâm thiện, tâm bất thiện đời trước. Bây giờ nó có các cái tâm tiếp tục chứ. Tức là 19 tâm tiếp tục nó từ các cái tâm động lực mà có. Các tâm động lực tức là các tâm thiện, tâm ác đó. Còn cái khổ do nhân làm sao? Khổ do nhân tức là hễ mỗi lần nó có tâm bất thiện là nó khổ rồi. Rồi nếu mà nói một cái rốt ráo, mỗi lần có tâm thiện nó cũng khổ. Là vì sao? Là vì hễ có tâm bất thiện thì nó khổ theo cái kiểu tâm bất thiện. Cái gì mà khởi lên tâm tham, tâm sân á, muốn mà không được là khổ, mà không muốn mà phải bị là khổ nha, đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà nó rốt ráo, chỉ cần có cái sự xuất hiện của tâm thôi,
nó cũng là một cái khổ. Bởi vì cho nên có những người họ nhàm chán, họ không muốn có danh pháp, họ mới sẵn lòng người vô tưởng nghe. Rồi có những người họ nhàm chán sắc pháp, họ mới sẵn lòng về cõi vô sắc. Nhưng mà tưởng sao sanh về vô sắc vô tưởng thì cuối cùng nó sống hết cái tuổi thọ nó cũng quay trở lại nữa nghe. Cho nên chỉ có cách đốt ráo với là chấm dứt tuyệt đối 100% vĩnh viễn thì mới được. Chứ còn chỉ là cái sự nhàm chán, cái sự bất mãn với danh sắc trong một cái gọi là không có bằng cái thánh trí đó. Để, thì nó chỉ mang cái tính thời đoạn mà thôi. Rồi xong. À, thì do các ái đó nó mới dẫn đến các tâm thái tục à, mà từ đó nó mới tạo ra cái sự có mặt của chúng sinh. Cho nên cái câu đầu tiên là cái gì sanh thành người là như vậy đó, thì trong đây mới hiểu là cái sanh thành người đó là do ái à, do chính cái ái, cái thủy người đây là chúng sinh nói chung, thì do ái trong sáu trần nó mới dẫn đến chuyện tái sanh chỗ này chỗ kia. Cho nên phải nhớ căn bản là do phương minh muốn đến chuyển đến ba hành. Mà không biết hồi nãy thì tôi giảng thì các vị có nghe kịp, có theo kịp không? Có theo kịp không? Tôi giảng các vị có theo kịp không? Đó. Nhớ cái căn bản vô lý là chỗ này. Một phần nó giúp cho mình thoát được cái tài kiến. Một phần nữa là mấy cái này là mấy cái vốn lý, mấy cái hành trang để mà mình đi tu tứ thùng xứ. Dạ, tu tứ thùng xứ. Tu tứ thùng xứ được lần mà dốt mấy cái này nó cũng khó lòng nha, cũng khó lòng. Rồi tiếp theo là cái gì luôn dông rủi. Cái thứ nhất đó là kinh su chà ni tiết bú rí xăng. Cái bú rí xăng đây là người đó, nhưng mà phải hiểu là chúng sinh. Kinh su tát sát vi tà hà vạc tí, tính là cả tâm. Thì cái dông rủi đây là làm sao? Dông rủi thì nó gồm có hai. Một là cái dông rủi trước mắt, và cái dông rủi về lâu về dài. Cái dông rủi ở đây đó, cái sự mà lang thang chỗ này chỗ nọ đó, nhưng mà nó có cái lạ là sao các vị không có đưa cái chú giải cho tôi, các vị có đưa chú giải không? Có đưa cái chú giải, cái bữa sáng nay các vị không có đưa chú giải nha. Tự nhiên nó bắt cái chứng gì à, có đúng rồi, có đây này. Rồi cái sự dung rủi nó gồm có hai. Thứ nhất là cái phần này dạy rồi, tâm á có một, có nghĩa là sự biết cảm thôi. Mà tâm có 89 hoặc là 121 là chia theo các cảnh các cõi nha, theo cảnh nè, cõi nè, rồi hạng người nè, do căn cứ vào cảnh nè, vào cõi nè, vào hạng người, cho nên mới có cái số lượng là 89. Hay là ngày không có xài, mình không có nhắc, khen nó nhắc tới con số lớn như vậy, Đức Phật không có nhắc tới con số 121 hay là 89. Đó là cái sự triển khai của đời sau nha, không có sai. Tôi phải nói rõ là không có sai, nhưng mà thời xưa thời ngài thì ngài chỉ nói tâm có ít thôi. Một là ngài chỉ nói là tâm là sự biết cảm thôi. Hai, ngài nói tâm có sáu. Tâm có sáu chỉ nói đơn giản vậy thôi, tức là cái tâm biết cảnh sắc, cái tâm biết cảnh thanh, tâm biết cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái đó là cái phổ biến nhất, bởi vì dễ nhớ và dễ hiểu và dễ hình dung nhất. Chính chúng ta cũng thấy là toàn bộ thế giới này đó, chúng ta có sáu cái cánh cửa để nhìn về nó. Một là có những cái ở trên cuộc đời này chúng ta chỉ biết được nó qua con mắt thôi. Rồi có những cái chúng ta chỉ biết nó qua cái lỗ tai thôi, qua lỗ mũi, tức là qua thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và cái thứ cuối cùng là qua cái ý thức. Thì đó là sáu cửa để nhận biết thế giới, cái đó là dễ thấy nhất. Và trước khi ngài ra đời thì cái cách phân tích này cũng đã có trong cái hệ thống triết học và tôn giáo của Ấn Độ rồi. Cho nên khi mà ngài ra đời đó thì cách nói của ngài cũng dựa vào đó.
Thì ở đây chúng ta thấy đó là, thì tâm được chia thành thành tâm, thành tâm 21 hoặc là 89, dựa vào ba khía cạnh, đó là cảnh, cõi và hạng người. Cảnh này đến nghĩa là cái tâm đó, tâm biết cảnh dục hay là cảnh cảnh thiền, cảnh hiện thế hay là cảnh siêu thế. Thứ hai là cõi, cõi được nghĩa là dựa vào cái cảnh giới đó, tức là cái cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, rồi hoặc là siêu thế. Rồi cái thứ ba là hạng người, là của người người nào, của phàm hay là của thánh, của người người dục giới hay là người hay là phạm thiên. Ok, vậy rồi. Còn riêng cái trường thứ hai đó là cái cách chia tâm vào thành sáu, nó dễ hình dung nhất. Có nghĩa là có tâm là có những cảnh á phải biết bằng bằng cái tâm nhãn thức, có những cái cảnh phải biết bằng tâm nhĩ thức. Nghe đại khái tổng cộng lại thì toàn bộ thế giới này, từ côn trùng côn dế lên đến phạm thiên, đến thánh nhân, các vị Phật, các vị la hán, thánh tăng, nói chung thánh nhân thánh hiền ở đời, thì tất cả đều sống ở trong, gói gọn ở trong sáu sáu cái tâm thôi, tức là tâm nhãn thức nhĩ thức. Mà ở đây được gọi là cái tâm đó là nó luôn dung rủi, làm sao nó gồm có hai cái dung rủi. Cái dung rủi thứ nhất là nói về cái cảnh của nó, tức là trước mắt đó, còn về lâu dài đó là cái quả của nó. Làm sao ngài dạy rằng ấy, con chim ấy, mà nó có dịp á thì đại có cơ hội là nó cứ nghĩ đến gì nó bay bay lên không. Con cá mà nó cứ chờ cơ hội là nó trở về nước. Con chồn con cáo có cơ hội để đi về hang. Con rắn con rít mà nó có cơ hội thì nó chung xuống đất. Như thế nào thì sáu căn của mình, sáu thức của mình cũng y chang như vậy đó. Con mắt luôn luôn trong tình trạng tìm cái để nhìn, cái lỗ tai nó luôn luôn trong tình trạng tìm cái để nó nghe, có đúng như vậy hay không. Bây giờ các vị nhắm mắt là có đúng như vậy hay không? Đúng là sáu thức các vị luôn luôn ở trong tình trạng dông rủi, tức là nó cứ đi tìm cái để nó biết không, luôn luôn như vậy. Cho nên đối với hành giả cái tình xứ là thứ thiệt đó, là tại sao người ta hạn chế cái chuyện sinh hoạt, không có lắng răng lăng sang đi này đi chỗ kia, rồi liên lạc rồi này liên lạc rồi nọ, kiếm chuyện này để làm, kiếm chuyện kia để làm. Chỉ riêng cái chuyện đi đứng nằm ngồi thở ra thở vô, hoặc là quan sát thiện ác, hoặc quan sát cái buồn vui, chỉ chừng đó thôi là đã hết ngày hết giờ hết đời của mình rồi, hết ngày hết giờ hết năm hết tháng rồi, hết cả cuộc đời nha. Chứ còn mà mình không có lắng tâm, không có sống chậm á, rồi cái mình cứ lăn xăng hết chuyện này chuyện kia, mình đâu có dịp để mình thấy là sáu căn của mình nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng nó háo hức, nó náo nức, nó sẵn sàng để mà nó chạy theo sáu trần như thế nào. Cho nên thứ nhất cái chữ dòng đủ để nó gồm có hai nghĩa. Một là mình luôn luôn trong tình trạng chạy theo các trần, các ngoại trần. Thứ hai nó dòng đuổi là sao, là bởi vì chính nó đưa mình đi hết cái cõi này sang cái cõi khác. Nó đưa mình đi hết cõi này sang cái cõi khác là như vậy. Trước mắt thì nó chạy theo cảnh này cảnh khác, rồi về lâu về dài rồi qua những cái đời sau kiếp khác thì nó lại đưa mình đi qua cõi này cõi khác. Thì cái tâm đó, nó quan trọng ở chỗ đó, đó, bởi vì thế giới này không có tâm đó, thì coi như không có nó đâu. Không có thế giới này. Cho nên cái chữ tâm dung rủi này là vậy đó. Có nghĩa là cái câu này có nghĩa là chỉ có tu tập thì mới giải quyết được toàn bộ những vấn đề của thế giới. Tôi nhắc lại, cái chữ dung rủi nó gồm có hai. Một là trước mắt là sáu thức, giống như sáu con thú luôn luôn nó tìm về cái chỗ mà thích hợp với nó. Chim luôn sẵn sàng bay về trời, cá luôn luôn sẵn sàng về với nước, chồn cáo luôn sẵn sàng về hang, rắn rết xuôi luôn sẵn sàng về đất. Như thế nào thì mắt tai mũi lưỡi của mình nó cũng luôn luôn ở trong cái tình trạng là sẵn sàng chạy theo sáu trần là như vậy đó. Mẹ nó chạy theo như vậy mình khỏi nói mình cũng biết rồi, là chỉ có khổ thôi. Vì sao? Muốn không được là khổ, ghét sợ mà phải gặp cũng là khổ, rồi sau cùng chính vì có ái mà nó dẫn đến cái sự có mặt ở cõi này cõi kia. Dù là cái cảnh giới an lạc hay là cảnh giới đau khổ, hãy có mặt là khổ rồi. Đây là những cái câu thường chú mà bắt buộc phải thuộc lòng, bắt buộc phải thuộc lòng, như là con nít lớp 1, lớp 2 vậy đó. Chứ không có thể nào mà
mà đòi hỏi những cái cao siêu thì bắt chánh đạo rồi thức giác chi, mà đôi khi mấy cái này mình không biết, cái chuyện rất là nhẹ nhàng. Cái nghĩa là có sẽ có mặt, còn sự có mặt của mình nó chính là sự có mặt của sáu sáu thức, của sáu căn. Mà hãy có mặt của sáu thức sở căn thì lập tức là nó phải chạy theo tình cảnh, mà hãy nó chạy theo tình cảnh, bây giờ nó cứ lăn xăng theo tình cảnh thì mai mốt nó cũng sẽ lăn xăng đi về các cõi, nó khổ như vậy đó. Cho nên gọi là tâm luôn luôn rủi là chỗ đó. Rồi cái thứ ba là chúng sanh chịu luân hồi, chỉ riêng cái chỗ này thôi cũng lớn chuyện, cũng nhiều chuyện để mình nói với nhau. Ngài Xá Lợi Phất ngài từng có một cái câu nói mà tôi đã thuộc bằng chữ Pali mà bữa nay tôi quên mất tiêu, nếu mà ai mà tìm được thì phải nói là bạn hiền đó, đó là bạn hiền đó. Bạn hiền nghĩa là những người cũng từng chịu khó để ý những cái câu kinh đó. Ngài nói luân hồi là gì? Luân hồi nó chỉ là cái sự tiếp nối của 12 xứ, nó chỉ là sự tiếp nối của cái nhãn thức đời này là nhãn thức đời sau, nhãn thức đời này nhãn thức đời sau, sự tiếp nối của cảnh sắc cảnh thanh cảnh khí, lúc thì biết cảnh này lúc biết cảnh kia, thì luân hồi nó chỉ là sự tiếp nối, luân hồi nó chỉ là cái sự tiếp nối của 12 xứ thôi. Tức là lúc thì tâm nhãn thức, lúc tâm nhĩ thức, lúc thì cái cảnh giới này lúc thì cảnh giới kia, nhưng mà gom gọn lại nó chỉ là sự tiếp nối của 12 xứ. Thì sự tiếp nối đó tiếng Pali gọi là samtana, samtana là sự tiếp nối. Mà nó hay chỉ là ba cái chữ này đó, nếu mà viết tắt là STM thì Pali là samtana, mà tiếng Việt là sự tiếp nối. Thế cũng là một cái dễ nhớ nha. Bữa học mình học được mấy chữ rồi, cái chữ quăng cá là công queo quanh co, cho nên tôi lựa cái chữ quanh co thì nhớ quăng cá là quanh co, rồi cái samtana là sự tiếp nối, cái nó dễ nhớ ha. Giống như tiếng Mỹ có chữ hồ là lỗ hay là hố, thì tôi cuối thì giữ là một chữ hố thôi. Để dễ nhớ, hố là hố, cho nên sinh hồ là hố tử thần. Không biết các cậu trong đêm mình ai biết cái hố tử thần không? Nghĩa là lâu biển đất nó sập nó làm cho một cái hố thật là sâu, thật là rộng nha. Các vị có thể thấy có những cái hố mà nhìn ớn lắm, các vị vào trong Google về đánh chữ sinh hồ, có vị sẽ gặp những cái hố mà coi như nó nút chỉnh một cái tòa nhà lầu mấy tầng, rồi nó làm nó một cái hố phải nói là sâu quắm, có thể nói là nhà lầu mấy tầng mà mất tiêu, phải nói là mất tiêu chứ không phải là chỉ nghiêng chỉ sụp, không phải, cái này là mất tiêu cái tòa nhà đó luôn. Mất tiêu chữ hố nghĩa là hố, mà sinh hố cái là hố tử thành á. Việt Nam là hố tử thành, hoặc chiếc xe như chiếc xe hơi của mình thì nó lọt lọt như nó ngon lành, nó giống như là cái viên kẹo mà bị chìm ở trong cát vậy đó, nó đơn giản như vậy đó. Thì ngài sẽ là phát triển luân hồi với là sự tiếp nối của 12 xứ thôi. Tuy nhiên ở đây trong kinh này, trong cái độ trong cái bài kinh này, chúng ta đã thấy ai là người chịu luân hồi, thì trong đây mới để là chúng sanh chịu luân hồi là vì sao, là tôi nhắc lại là vì trong hoàn cảnh này, vì cái căn cơ của người nghe họ phải được nghe như vậy đó. Phải được nghe như vậy, nghe là ai chịu luân hồi là chúng sanh chịu luân hồi chứ ai, đó là cách nói đơn giản nha. Còn cái cách nói sâu á thì phải hiểu đó là sự tiếp nối của năm quẩn, của 12 xứ, của 18 giới nha. Như chúng ta biết là có trường hợp ở trong đời sống là chúng ta nói H2O, nhưng có lúc thì chúng ta nói là nước, nghe kịp không? Nghe kịp đâu, tức là có lúc chúng ta nói H2O nhưng có lúc chúng ta nói là nước. Cũng vậy, có những chúng sinh trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó, Đức Phật ngài nói là ô, cái đó là quẩn xứ giới đế thôi, cái đó chỉ là sắc thọ tưởng hành thức thôi, là H2O đó, lúc đó là cách nói của H2O. Nhưng mà có lúc ngài nói đó là chúng sinh, là mình đọa lạc trong đời này là do mình mang thân người, thân thú, thân chư thiên. Nói vậy đó để cho có những người nó phải nói vậy họ mới hiểu, họ mới thấm. Còn có những người đó là họ phải nói cho nó rốt ráo rồi tới nơi tới chỗ họ mới thấm. Thấm. Cho nên cái câu thứ ba là sắp tố sang xa râm ma và bí là như vậy đó. Cái nghĩa là ai chịu liên hồi, chúng sinh chịu liên hồi. Mà biết Phật pháp thì mình đâu có hiểu đơn giản như vậy, mình còn hiểu hơn nữa là tại sao có sự luân hồi là chỉ cái chúng sinh nó có tâm, chỉ cái chúng sinh nó có phiền não,
Chứ còn cây cỏ đất đá thì làm gì nó có tâm, làm gì nó có phiền não nha. Nó chỉ có chúng sinh nó có tâm, bởi vì nó có tâm nên cho nên nó mới có phiền não, rồi nó mới có dẫn đến luân hồi. Cái ý nó sâu như vậy đó. Cho nên ở đây cái gì luân hồi mà nó nói là chúng sinh, rồi cái còn cái gì nữa không? Rồi cái gì là cái đại quả của chúng sinh? Cái gì là cái đại quả của chúng sinh? Cái đại quả của chúng sinh đó tính là chính là cái sự tầm luân. Cái đại quả của chúng sinh, cái đau khổ người sợ hãi ở đây đó, thì cái chữ đau khổ ở đây đó, cái chữ mà cái đại quả mà cái mà khổ cái nên là cái bốn câu đó. Cái thứ nhất là kinh xúc cha ni tí phú sanh, cái gì mà nó tạo ra chúng sinh. Cái thứ hai là nó cái gì mà nó tạo ra cái gì mà nó tạo ra cái sự dung rủi của con người, tác xã thà và tiết chính là cái tâm. Cái thứ ba đó là kinh xúc sanh xa đó mà bà đi cái gì mà nó chịu cái cảnh luân hồi. Và cái thứ tư đó là kinh xúc tác xã mà hát phá danh, cái gì mà nó là đại quả của con người. Thì cái đại quả này chính là cái dòng sinh tử. Bởi vì trên đời nếu mà hiểu theo bài kinh này đó, thì chuyện gì trên đời này cũng là chuyện nhỏ. Chữ má hát, má ha đó chính là chữ má ha nhé. Má ha là to, lớn hay là nghiêm trọng hay là trọng đại, tùy chỗ mà hiểu ha, má ha. Nhưng mà khi theo luật Pali đó, cái khi mà má ha mà nó cộng với cái chữ phá giác thì nó phải bỏ dấu quyền đi, cho thành là má hấp phá giác, có nghĩa là đại họa hay là đại nạn. Hay là cái sự kinh hoàng. Cái phá giá đó có nhiều nghĩa, nó nghĩa là tai họa, tai nạn, mà nó cũng có nghĩa là cái sự sợ hãi nữa. Cái sự sợ hãi lớn. Thì nó hấp phá giá cái là đại họa, đại nạn. Thì đối với con người mình cái gì, cái đối với chúng sinh này cái gì, chuyện gì nó cũng là nhỏ hết, là chỉ có cái sanh tử. Cái quốc ta đúc khác, quốc ta chấm dưới nha, quốc ta đúc khác, khổ trầm luân ấy, cái đó mới là cái đại quả lớn. Bởi vì từ cái khổ trầm luân ấy, từ cái trầm luân nó mới nảy ra cái chuyện mà sanh đi tử biệt, rồi là can qua chiến tranh, rồi thiên tai nhân họa. Thì tất cả những cái đó nó từ cái khổ trầm luân mà nó ra. Trung kinh nói tới khổ trầm luân, trung kinh nói nhiều lắm, cái sự sa đọa trong các cái cảnh giới đọa xứ đó là một cái khổ. Rồi ngay khi được làm người đó, cái cảnh mà vợ chồng con cái cha mẹ mà phải lìa xa nhau do cái hoàn cảnh sống, rồi do chiến tranh, do thiên tai, rồi vì cái kiếm sống mà người ta phải đi vào đại dương, sa mạc, núi cao, rừng sâu, rồi phải chịu đói rét, rồi phải chịu độc trùng mãnh thú, tất cả những cái đó đều là khổ trầm luân hết. Khổ trầm luân, các vị có biết những cái buổi trưa nắng chang chang mà tôi gặp người ta đạp xích lô đó, tôi thấy tôi cũng ngán cái cảnh sanh tử. Rồi ngày xưa có thời gian ở Biên Hòa, mình gặp trưa nắng chang chang mà tôi gặp người ta gò cái lưng mà người ta đi đập đá đó, tôi cũng ngán sanh tử. Mà những buổi trưa nắng chang chang mà mình nhìn lên núi mà thấy cây cỏ nó khô héo cằn cỗi, tôi cũng nghĩ đến cái thời kiếp hoại, cái lúc mà cái trái đất nó tiêu hủy đó, cũng ngán sanh tử. Rồi những lần đi vào bệnh viện mà thấy người ta rên xiết, đau khổ, rên rỉ, mình cũng thấy cũng ngán sanh tử. Mà nằm trong bệnh viện nó có nhiều cái khổ mà mình lấy mắt mình nhìn mình không có thấy đâu, mà mình phải nghĩ thêm mới thấy đó là có những người nằm trong đó, họ biết chắc chắn là qua không khỏi. Thì mình còn đang y mà bây giờ em lấy bây giờ đi đâu, giờ ráng nằm ở chờ chết.
rồi có những cái hoàn cảnh bi thảm lắm, nằm bệnh viện cũng không có tiền đó, không có tiền, rồi cứ nằm thoi thóp vậy, chờ người nhà bán đất chạy vậy, vay mượn chỗ này chỗ kia khổ lắm quý vị. Cứ là có những cái cảnh khổ mà lấy mắt nhìn mới thấy, và có những gia đình đông con nheo nhóc rồi chờ mẹ về mua được miếng nấm gạo nấu cháo ăn, rồi có những cái nhà mà có những ông bố thì nghiện ngập đánh vợ đánh con, rồi có những cái cảnh mà mẹ chồng nàng dâu, rồi có những cái cảnh mà đi lấy chồng mà phải xa xứ, đó cũng là cái khổ. Rồi có những cái khi mình mà trái gió trở trời xứ người quạnh hiu, không có thân nhân bè bạn giúp đỡ cũng là cái khổ. Rồi tù tội lao lý cũng là cái khổ. Rồi vì lánh trốn nó lánh pháp luật, trốn lánh kẻ thù cũng là cái khổ. Rồi trời nắng trời mưa, nóng lạnh đói khát bệnh tật cũng là cái khổ. Ngồi mà kể ra đó, thì cái dòng sanh tử luân hồi đó là nó là trung tâm cung cấp các nỗi khổ, mà kể tới đâu mình lặn xương sống tới đó. Mà mình thì có cái được, có cái được là cái máu anh hùng, có nghĩa là khi mà cái khổ nó tạm lắng rồi đó, nó bắt đầu yêu trợ đời trở lại đó, cái là được gọi anh hùng, cái là hùng, nhưng mà chắc phải bỏ chữ ca đi, nó phải thêm chữ ca nó là anh hùng, nhưng mà thêm chữ ca nó là anh khùng, thấy không? Có cái gan đó, như một đứa bé đó, có nghĩa là nó bị đánh nó khóc, nó bị té nó bị khóc, nó té nó khóc, nó bị chảy máu nó bị phỏng lửa nó khóc đúng, nhưng mà hễ qua cái cơn đó rồi là nhăn răng nó cười, đưa nó cục kẹo đưa nó cái bánh cái là quên hết. Thì mình cũng vậy thôi, mình nói mình trưởng thành mình hơi con nít, chứ thật ra nó so với thánh nhân đó, thì mình y như nít vậy đó. Mà trong kinh nói nó phàm phu giống như người điên vậy đó, âm bắt tất ca của thuyết chana, phàm phu giống như người điên thì có nghĩa là đi thích những cái mà nó làm khổ mình, chứ không phải điên cái chỗ gì nữa. Âm mắt tất ca của chút chân nè, âm mắt tất ca của à, mình đi thích những cái nó làm khổ mình, những cái nếu mà mình biết trên tới nơi tới chốn một chút đó, thì cái chuyện mà mở mắt ra mà nhìn cái này cái kia đó, nó cũng là một sự vô ích. Cái sự theo đuổi những cái âm thanh, những cái mùi thơm, những cái vị ngon đắng cay bùi ngọt béo, tất cả những cái sự theo đuổi đó cũng là cái khùng đó. Có lòng theo đuổi đó là đã khùng rồi, vì những cái đó là những cái nguồn khổ, những cái cội khổ, những cái gốc khổ. Nhưng mà nó khổ ở chỗ đó là cứ đi kiếm riết, cho nên cái tâm lung dung rủi là như vậy đó. Lâu dông rủi từ cái chỗ đó, cho nên mình mới khổ, mình cứ đi tìm này tìm kia mình thích. Cái ở đây là cái này là kinh xuất tất sát mà hấp phá ra, cái gì là đại họa cho chúng sinh thì trong đây nó chính là luân hồi, chính luân hồi là cái đại họa của chúng sinh, chính là luân hồi. Tôi vì ở đây Đức Phật ngài xài chỉ đúc khá thôi, trong các bạn cái lời trả lời cái câu trả lời Đức Phật là đúc khá, mà trong chú giải đó phải ghi giúp thầy quên chánh kinh chỉ ghi chữ đúc khác nhưng sớ giải cho biết phải hiểu là khổ tập tập luân. Khổ tập luân đó chính là cái quả chúng sinh nha. Rồi xong xong cái bài kinh đó rồi, bây giờ cho tôi xin bài tiếp theo, tôi xin bài tiếp theo. Nếu cái cô Huyền có đi mất đó, rồi trong kinh đó trong rung nó còn ai không nữa, cho xin tiếp theo, có nghĩa là cho xin phần tiếp theo là cho xin chánh kinh bằng tiếng Việt, chánh kinh bằng tiếng Pali và cái chú giải. Nếu được không bị bỏ vô trong cái blog mà Việt Theravada đó, tại định lỡ mà người mình không có MC chánh đó, thì những người mà đi giúp và đột xuất đó, thì có thể vô trong đó khiên bài bỏ qua giùm. Rồi xong luôn. Cứ bỏ sẵn, tại sao tôi phải làm khó các vị, là tại vì tôi phải mở cùng lúc hai ba máy thì nó chết tôi rồi. Rồi tôi mới chạy đó tôi tha ra, mà cái máy tôi cái máy trời ơi nó chậm để lấy của người ta.
Họ nói vui lắm, họ nói xài chi xài mỗi ngày, xài máy dở máy hư không tiếc, rồi đã không? Cái gì sanh thành người, cái gì luôn dông đuổi. Ở đời thấy cũng như cái suy nghĩ vui ha. Có người thì họ nói là cứ xài hoài, xài đồ tốt nó hư uổng. Còn có người nói chính vì xài hoài phải xài đồ tốt, cả hai cái đều đúng. Còn có người nói đời sống nó ngắn ngủi không có hưởng thụ là uổng. Còn có người nói đời sống ngắn ngủi phải lo tu tập chứ không thôi quan quý cái người cũng là uổng. Thấy dễ xài ha, cũng ngang cũng con người với nhau mà suy nghĩ vui thì chứ. Có người thì nói là đời sống ngắn ngủi không hưởng thụ thì uổng, cũng cũng hay, nó cũng có cái lý của nó. Thì người thứ hai nó ngắn ngủi quá mà lo hưởng thụ như vậy đó mà không lo tu hành nó cũng là uổng. À, cả hai câu đều đúng, dĩ nhiên đúng theo cái góc cạnh chủ quan. À, còn cái quan điểm thứ nhất đó là cái gì mình xài ngày nào cũng xài, xài với đồ tốt nó hư uổng, lâu lâu có gì khi nào lâu lâu xài lần á thì mình mới xài đồ tốt, mình xài được mấy chục năm. Còn cái chuyện mà mình xài mỗi ngày mắc thì phải xài đồ tốt. Cho nên tôi biết có nhiều người họ lạ lắm, bao nhiêu cái đồ quý họ chỉ để dành trong cái dịp mà lễ lạc tiệc tùng, từ cái đồng hồ cái áo quần vừa ý đó, chỉ để dành để xài trong những dịp đặc biệt thôi. Nhưng mà tôi không đồng ý cái đó. Tôi nghĩ rằng đời sống mình thứ nhất nó ngắn ngủi, mình biết sống nay chết mai. Thứ hai nữa là đời sống nó chính là đi tại đây và bây giờ, thì tại sao mình phải chờ đến một lúc khác làm sao? Thì mình nghĩ có đúng không? Đời sống là tại đây và bây giờ, mình cứ chờ cái khác, chờ cái nghiệp đó, cái nghiệp đó nó kiếp khiến cho ta có những suy nghĩ kỳ lạ đời. Cái bài kinh tiếp theo nó y chang cái bài thứ nhất vậy đó, có nghĩa là cũng có một cái người khác họ hỏi và Đức Phật cũng trả lời, nhưng mà ở đây đó là cái câu hỏi có một cái điểm khác chút xíu. Nó khác chút xíu là khác ở cái câu thứ tư á, cái câu cái bài kinh trước người ta học đó, cái câu thứ tư là cái gì là cái đại họa của chúng sinh. À quên nữa, quên nữa, không nhận qua tôi giảng xong mà ngày nào cũng vậy, mà giảng xong là tôi cứ băn khoăn là hồi nãy có điểm đó tại sao mình không nói cho nó nhiều hơn chút là một, hoặc là cái bản dịch đó tại sao mình không dịch lại, hoặc là bản dịch nó có một cái vấn đề cần phải lưu ý. Giảng xong rồi nó mà cái tâm nó cứ vương vấn ít lâu đó, khoảng gần 1-2 giờ đồng hồ nó mới yên. Thì hôm qua cái bài kể hôm qua đó, cái bài mà con là chỗ nương tựa rồi vợ là người bạn đời, được cái gì nữa đó, cái gì mà có mưa có địa đại gì đó, tại vì cho sinh cho nó được không, rồi xong luôn, xong luôn. Cái câu kể đó phải dịch lại với mình, nếu không có dịch hết nó kỳ lắm nha. Dạ rồi, để là từ từ sự. Rồi cái câu này nè là phải dịch lại nha, các bạn nhìn câu nó rất là kỳ. Con là cơ sở người đó, vợ là bạn tối thượng, thần mưa là trì mạng y cứ vào địa đại. Trong khi cái câu này nó bây giờ các vị dọn bản tiếng Anh lẫn bản tiếng Đức không có như vậy nha, mà cái chữ tối thượng đây nghe nó đối với người Việt Nam nghe nó cũng sốc, là bởi vì thường nghe chữ tối thượng là ở cái gì nó mang cái tính tâm linh ghê gớm thiêng liêng gì kìa, thế còn cái bà xã đó có cái gì đâu mà lên đến chữ tối thượng trong cái chữ Paramo trong kinh á, thì nó không có ghê gớm như là cái chữ tối thượng của mình. Bởi vì nó ví dụ như bây giờ cái chữ Paramo trong tiếng Mali nó rộng lắm, thí dụ như là để cắt một cái vật gì đó thì dao búa là paramo đó, cho nên đây mình dịch là tối thượng, mình nghe nó có vẻ nó cao siêu quá nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa ở đây đó, cái câu là nó dịch như thế này, cho tôi xin câu hỏi, cho tôi xin cái câu hỏi luôn nha, cho tôi xin cái câu hỏi luôn, các vị chỉ có cho câu trả lời thôi, cho tôi xin luôn cái câu hỏi, cho tôi xin câu hỏi đi.
cái câu hỏi của cái câu kệ mà hỏi đó, rồi có cái phần Pali luôn nha. Cho tôi xin cái này, cái này bắt buộc phải dịch lại, bắt buộc phải dịch lại. Rồi, cảm ơn. Trong cái câu hỏi nó chỉ có ba mà thôi, có nghĩa là cái gì là chỗ dựa cho nhân loại? Rồi ai là bạn thân nhất? Ai là bạn thân nhất? Thì chỉ cái đây là cái chữ, cái chữ paramo là bạn, như là bạn, bạn thân, cái chữ paramo là thân nhất. Ai là bạn thân nhất? Rồi cái thứ ba nữa là đối với các loài sống trên mặt đất thì sao? Tức là cái câu thứ tư, nó phải là câu hỏi phía trước, vì câu thứ tư đó là bắt đầu cái câu thứ ba. Đối với cái loài sống trên mặt đất thì đối với các loài mặt đất thì đời sống dựa vào cái gì? Đó, làm ơn đó, cái câu kệ nó dịch lệnh như vậy đó, cho nó yên cái lòng của tôi đi nha. Đây nó chỉ có ba thôi, bảo là cái gì ấy, là chỗ dựa. Cứ hãy nhắc lại cái là bỏ nuốt chữ người ta. Cái gì là chỗ dựa cho nhân loại? Ai là bạn thân nhất? Và đối với các loài sinh mặt đất thì đời sống dựa vào cái gì? Chỉ có ba cái đó thôi đó, mà trong khi đó mình thấy đó là cứ dịch sát tới mức mà đọc vô nó đó là liếc con rái luôn. Con là cơ sở người, vợ là bạn tối thượng, thần mưa là trì mạng, y cứ vào địa đại. Trong khi cái chữ Pali là Pathavisita, cái lò sống trên mặt đất. Pathavi là đất, Pathavi là đất, Sita đó là y cứ nè, là nương tựa nè, rồi dựa dẫm. Không biết ở đây trong có nghe chữ dựa dẫm không? Dựa dẫm chứ không phải là dọa dẫm nha. Dựa dẫm có nghĩa là chỉ dựa dẫm. Ô, cái thằng đó nó bất tài, vô dụng, vô đức, vô năng, mà chẳng qua tại ông già nó có bị sống dựa dẫm vậy thôi, chứ còn nó có biết cái gì hết á. Dựa dẫm ở Việt Nam có câu là nhà mặt phố mà bố làm to rồi vậy đó, làm to nó phải làm to thôi. Nhà mặt phố bố làm to là Việt Nam mình chỉ cần nghe cái đó là coi như là sống trên đầu người ta rồi. Nhà mặt phố coi như là bản thân mình có thể mình buôn bán cái này cái kia, hoặc là cho thuê, là sống khỏe đô, nhất là quận 1, quận 3, quận 10. Nếu mà nhà mặt tiền đó là coi như là khỏe lắm, cứ là cho người ta mở văn phòng, cho người ta mở tiệm, mở quán gì đó là sống khỏe đô, tháng một vài ngàn đô la là có đó. Nhà mặt phố là vậy đó, còn bố làm to là coi như là tha hồ suốt ngày, người ta tệ, người ta nhờ cậy dựa dẫm là mình sống đã luôn. Và từ đó nó mới nảy ra cái ý thứ hai, đó là hy sinh đời bố và củng cố đời con, là vậy đó. Rồi cái Pathavi là đất, mà Sita là y cứ, là nương tựa. Mà chữ Sita này nó có nhiều nghĩa, nó có thấy cái dạng nó vậy nhưng nó có nhiều cái nguồn gốc mà khác nhau, chứ không phải là chỉ có một gốc. Chữ Sita nó có cái, có trường hợp nó có nghĩa là nụ cười, nó có là cái nụ cười. Mà còn cái si tác nghĩa là cái sự mát lạnh, si tá hay là si tí ha, si tá hay là si tí là sự mát lạnh nha, cái đó nhớ cái đó. Giống như là bá hú,
là nhiều, mà ba hú là cái cánh tay, nhớ nha. Ba hú là nhiều mà ba hú là cánh tay. Ok, rồi xong cái câu kệ đó là phải dịch vậy lòng nó mới yên nha. Tức là ở đây nó có ba câu hỏi thôi. Thứ nhất đó là ai là cái chỗ dựa cho con người, thứ hai là ai là cái người bạn thân thiết nhất. Chứ cái gì tối thượng nghe lẩm sống quá. Bạn thân thiết nhất hồi nãy tôi có nói rồi, trong cái để mình cắt một cái món gì đó thì dao búa là số 1. Cái chữ số 1 nghĩa là trong trường hợp này vẫn xài chữ paramat. Còn trong tiếng Việt Nam mình chữ tối thượng nghe lẩm quá. Một cái bà mà coi như là quần ống thấp ống cao, trễ nải, rồi sân si mà kêu là tối thượng thì kỳ quá. Mà kêu mới là bạn thân nhất của ông chồng thì được, chứ còn mà kêu là trễ nải để kêu mà tối thượng thì lắm. Rồi cái thứ ba đó, cái này kiểu ba câu hỏi là đối với các loài mà sống trên mặt đất thì họ phải dựa vào cái gì để họ sống, thì trong đây nó là nhà mưa, từ mưa. Và cái chữ mưa đây cái nghĩa phải hiểu rộng lắm. Mà ngày hôm qua tôi muốn nói mà tôi mất cái chứng thì tôi quên mất. 3/4 hành tinh này là chi? Ba phần tư diện tích thì đúng hơn, 3/4 diện tích trái đất là được bao phủ bởi các đại dương. Nó quan trọng rồi đó, để phải hiểu gì nó mới thấy lạnh sống. 3/4 diện tích trái đất được bao phủ bởi các đại dương, mà mình hiểu rồi, đại dương là nước, phải không? Thì chỉ với cái diện tích đó thì cái lượng hơi nước nó mới đủ để cung cấp nước mưa cho cái phần còn lại, tức là các lục địa nha. Mà cái hơi nước đó ở đâu nó ra? Là do cái sức nóng của ánh nắng mặt trời nó bốc lên, nó thành mây, nó thành sương, rồi từ cái chỗ đó nó mới rơi ngược trở xuống đó. Cho nên nếu mà hiểu cái đó mình mới thấy tại sao nước nó là chủ dựa, nước mưa đó mà tại sao nó là chủ dựa của những loài sinh mặt đất là như vậy đó. Chứ còn mình nếu mình hiểu theo kiểu nhờ có mưa rồi tôi mới trồng trọt được, nhờ có mưa tôi mới tắm mát thì cũng được, nhưng mình nó hơi nghĩ hơi nghèo mà phải hiểu như vậy mới thấy lạnh sống. 3/4 diện tích trái đất là bao phủ bởi nước, và với mình một cái diện tích mà bao la bát ngát như vậy nó mới đủ để cung cấp hơi nước cho các cái lục địa. Và cái hơi nước ở đây nó không chỉ là cho cây cối, cho đất đá, mà nó còn là chính là cái nguồn dưỡng khí của mình. Bởi vì các cái ngôi sao, các cái thiên thể, các cái hành tinh mà trôi nổi trong vũ trụ, cái chuyện đầu tiên mình xác nhận được nó có sự sống giống trái đất hay không là phải là dựa vào cái chuyện là nó có hơi nước hay không. Chỗ đó quan trọng lắm. Cho nên ở đây đó là cái câu kinh mình mới nói một chuyện, đó là đối với các loại sinh vật đất dựa vào mưa là như vậy đó. Mới nó bốc hơi lên mà nó chịu đất xuống thì cũng chết quốc nha. Nó bốc hơi lên nó thành mây rồi nó phải rơi đỡ xuống chứ. Rồi xong một cái bài kinh nó đã giảng xong, tại vì nó có một cái nó hay vương rắn vậy đó, cho nên phải quay trở lại trước. Rồi bây giờ mình đi trở lại cái bài kinh tiếp theo. Cái bài kinh tiếp theo đó là cái gì sinh thành người? Kinh Suchani Tí Purisang, y chang như trước. Kinh Sutat Samhita và Tí, chúng sanh lang thang chân rủi là do cái gì? Là do cái tâm. Rồi cái kinh có nhớ như vậy, các vị còn nhớ cái chữ chân rủi này không? Đã tôi định nghĩa các vị còn nhớ không? Nó có hai. Rồi sạch chết rồi, nó quên sạch rồi. Một là trước mắt thì nó chạy theo cảnh này cảnh kia. Rồi thứ hai, mình chết rồi thì nó đưa mình về cảnh giới này cảnh giới kia. Nó có hai cái như vậy. Trước mắt thì năm nay nhưng có trước mắt thì nó chạy về cảnh sắc cảnh tinh, mắt thì cứ kiếm dịp để kiếm cái cơ hội để nhìn, ta là kiếm cái gì đó để nghe, đó là cái trước mắt. Rồi còn cái thứ hai là chính cái tâm nó mới đưa mình đi cõi này cõi nọ. Cái nó có hai cái sự đuổi như vậy.
Rồi cái thứ ba ở đây đó là cái gì, luân hồi, đó là chúng sinh, bởi vì chúng sinh nó có tâm, mà có tâm nó mới có nghiệp chứ. Rồi cái thứ tư là cái câu hỏi là, cái câu hỏi thứ tư đó là cái dục sanh thành người, cái gì luôn dân đuổi, chúng sanh chịu luân hồi, vì đâu không giải thoát. Vì đâu không giải thoát. Các vị chờ một chút xíu, các vị chờ một chút xíu. Sao lạ vậy? Dễ sợ thì các vị có thể tưởng tượng không? Các vị boss bài như vậy, các vị có phải hại bạn không hả? Các vị boss bài như vậy có phải là tào lao không hả? Hay là các vị có ý các vị muốn thử tôi hả? Tôi thấy làm lạ, sao tôi thấy sao cái câu hỏi đó mắc mới thì không trả lời hết nha. Kỳ lạ, các vị boss như vậy có phải chết hay không? Các vị nghĩ kỹ đây, đây này, tôi cho các vị coi này. Hai cái nó nằm kế bên nhau thế này, đúng là râu ông này cấp càm bà kia. Các vị coi, các vị giải thích, các vị gửi như vậy có đầu được đọc nói không? À, cái gì sanh thành người, rồi cái gì luôn dung rủi, cái gì giữ luân hồi, vì đâu không giải thoát. Rồi cái câu trả lời là ái dục sanh thành người, chính tâm luôn dung rủi, chúng sanh chịu luân hồi, chính nghiệp người nương tựa. Các vị nghĩ hai cái đó nó nằm kéo bên nhau, các vị có chịu nổi không? Ở phía chồng của con, ở vợ của thằng Tèo là ai? Cái lấy vợ của thằng Tí đút vô. Các vị nghĩ có phải nó đánh ghen cho mà bể làng không? Vợ của thằng Tí đâu có đút vợ thằng Tèo vô. Chết rồi. Cái này đúng là ông này bà họ. Cái người này mình nhìn cái người boss bài là mình biết ý họ cũng là háo danh lắm đây. Người cũng thích ông này bà nọ, cho nên nó chỉ có người mà mê cái gì ông này bà nọ nó mới đi boss bài cái kiểu này la luôn. Không, nói cho vui thôi. Mình nhìn biết là người có chí lớn, thích làm ông này bà nọ. Ông này bà nọ thì có nghĩa là thằng Tèo. Mà nói gần ai đó chứ nói của nó. Ok. Cái gì kinh Suchani Tupurisan, cái gì mà nó tạo ra chúng sinh, kinh Sutasavidha và tí, cái gì mà nó tạo ra cái nó làm nên cái cuộc mà lang thang trong đuổi cho chúng sinh. Cái thứ ba là kinh Susansarama và tí, cái gì nó dẫn cái gì nó chịu cái cảnh luân hồi. Kisma naparimuchati tí, do đâu mà mình không có, do đâu mà mình không có giải thoát được đau khổ. Cái câu kể này nó rất là sâu, nó sâu kinh khủng. Có một điều là nếu không có học giáo lý thì cái câu này rất là tối nghĩa,
Nó có nghĩa ở chỗ nào? Nó có nghĩa ở chỗ là ở trong câu trả lời, trong câu hỏi là vì đâu không thoát khổ. Thì cái câu trả lời là do khổ nên không bị giải thoát. Đã không? Nếu không học vô lý là cái câu này không có cách chi mà mình hiểu được hết. Do khổ mà không có được giải thoát làm sao? Thì cái câu này nó phải được hiểu như thế này. Ở trong chú giải của cái câu này, chắc ra ma ra na mu cha ya pi li ta na ma phinh ha so a sa va nang samat ba ba a vi cha cha và vat ta ti. Nhà tịnh sử thì dịch rất là gọn, đó là chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Đó là như vậy đó. Có nghĩa là chúng ta hình dung cái vòng tròn duyên khởi, nó là một cái vòng tròn khép kín. Vòng tròn khép kín mà nó nôm na nó là do có phiền não nó mới dẫn đến tái sinh, mà hãy có tái sinh thì nó có bị các cái nỗi khổ. Nỗi khổ do cái gì nãy tôi nói rồi, bây giờ các người phải nhớ. Khổ có hai, có ba cũng được, mà khổ có hai cũng được, tức là khổ do nghiệp bất thiện, mà rồi thứ hai là khổ do bản thân sự có mặt, nó đã là khổ rồi. Thì chính vì khổ đó cho nên chúng sanh mới lây hoay. Đây, lây hoay mà chính từ cái chỗ lây hoay đó đó cho nên là nó mới dẫn đến ba hành. Đã, cái chỗ là nó sâu chỗ đó, do khổ quá thì mình nó mới lây hoay. Nó lây hoay để nó đối phó, mà nó đối phó bằng cách nào? Không có chư Phật ra đời thì làm gì mình biết bát chánh đạo. Trong khi cái mình đối phó bằng bát chánh đạo rồi, ok, đằng này mình đối phó bằng cái gì? Đối phó bằng phi phúc hành, đối phó bằng phúc hành, đối phó bằng bất động hành. Mà tam giới thì như hỏa trạch, trong ngôi nhà đang cháy thì mình phải chạy ra ngoài. Cái đằng này không, một người thì leo nóc nhà, người thì chung sàn, người thì chui nhà tắm, người thì mở chủ tủ áo chung vô đứng đó. Thì tưởng tượng có động trời, nhà đang cháy mà không chịu chạy ra ngoài mà cứ leo nóc nhà làm cái gì? Hả? Rồi chung xuống sàn mà thoát à? Rồi chung vô nhà tắm tưởng có nước là ngon à? Rồi mở tủ áo đứng như trong đó khôn à? Đó là khôn hay sao? Nóc nhà cũng không được, chung xuống sàn cũng không được, chung vô nhà tắm cũng không được, mà chung vô tủ áo cũng được, chỗ nào xài được hết, chỉ có ra khỏi nhà thôi. Đấy. Cho nên nó là khổ quá thì nó phải lây quay. Mà lây quay ở đây là lây quay cách nào? Đâu lây quay bằng ba hành. À, nó khổ quá cho nên là cha ra mắt là nó muốn chài ấy, đi đi ta nó mà phân nhà sâu. Vì cứ liên tục cái câu là phải dịch vậy. Vì cứ liên tục cái câu là phải dịch từ câu thứ hai trước. Vì cứ liên tục bị áp bức bởi những cái khổ. Vì cứ liên tục bị áp bức bởi muốn chài giác là cái cơn cuồng loạn. À, bị áp bức bởi những cái cuồng loạn trong cái cõi sanh già đau chết, cho nên là nó mới là a sa va năng sa mất bà đà, nó mới nảy sinh ra cái chuyện gì? Nảy sinh ra tứ lậu, rồi từ tứ lậu nó mới là cái điểm dẫn đầu cho vô minh. Nhưng mà nói như vậy là nói dành cho cái người nôm này, nói nôm na dành cho người sơ cơ thôi, chứ chúng ta phải biết rằng cái tứ lậu vô minh nó là một khối. Dạ, nó là một khối, nhưng mà khi mình để phân tích á thì mình thấy làm như là kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha cắt ké, rồi cắt ké là mẹ kỳ nhông. Mình tưởng là nó có cái thứ lớp theo cái kiểu mà hàng mà chiều dọc, cái thật ra những thứ này đó là nó vừa chiều ngang mà lẫn chiều dọc, phải nhớ cái đó nha. Giáo lý duyên khởi là nó là một cái dòng chảy mà vừa có chiều ngang lẫn chiều dọc, chứ không phải theo cái kiểu chiều dọc. Có nghĩa là kỳ nhông là ông kỳ đà như vậy, là hiểu vậy là nó nghèo lắm nha. À, tức là khi mình thích cái gì đó thì ngay trong cái thích đó nó đã có tướng lậu trong đó.
Bởi vì cái vô minh ở đây đó, mình gọi là mình nói là vô minh viên hành, là mình tưởng cái vô minh này nè, là nó không có, nó không mắc mới gì cái vô minh trong cái vô minh lậu, không phải, không phải, mà chính là nó đó, chính là nó đó, chính là nó. Hãy cứ nhớ chừng cái này, hãy bất cứ lúc nào mà có cái tâm sở chetana, tức là cái tư đó, thì ngay lúc đó nó đã có hạt. Mà chính tâm sở tư đó, đó nó chính là nghiệp hữu. Tôi nói mà tôi cứ rầu, không biết có bao nhiêu người nghe cái này mà chịu nổi đó. Tại sao tôi chán, tôi muốn giảng Bồ Tát, là bởi vì không biết ai là ai hết. Ở đây dĩ nhiên xin nói rõ là không có dám đề cập đến chư tôn đức ở đây, xin nói rõ cái đó. Cho nên mong các ngài đừng bao giờ có một cái phiền lòng nghĩ là tại sao ông tôi không giảng mà ông nói những câu rất là kỳ, là bởi vì thật ra đó là ông không có nghĩ mình là những thính giả mà trực tiếp của râm, mà mình là chỉ người hội thêm chứng minh thôi. Dạ. Thì phải nói là như nó nản, nó nản chỗ đó đó, mà nghĩ mạt pháp là mạt cái chỗ nào, nó mạt cái chỗ là phật tử đi chùa không có tha thiết học đi giáo lý cho nó tới nơi tới chốn. Cho tới cái hồi mà mấy ông thầy mà ông giảng á, mà giảng sâu quá, giảng chi tiết quá, giảng chuyên môn quá thì họ ngáp, họ chịu không nổi. Mà cứ giảng cà lớp thì ai cũng giảng được. Tôi sợ nhất là cái kiểu mà bắt con tử nghe, cái kiểu mà cứ đi chùa ráng làm phước, bởi vì ráng bố thí nghe con, mới là bố thí là vì có phước, mà mình tu hành mình cần có phước cho nên mình phải bố thí. Mà bởi vì bố thí nó có phước cho nên ráng, mà hả mình cầu phước mình phải biết bố thí. Mình cứ nói cả buổi có nhiều đó thôi, rồi lâu 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 lại cái khác. Mình tu mình phải giữ giới, mình giữ giới nó có phước, còn mình muốn cầu phước thì mình phải giữ giới. Cứ như vậy đó. Nhiều lúc tôi nghi ngờ mấy ông thầy giáo mà dạy văn ở ngoài đời nó cứ đè ông ra cạo đầu đắp y là pháp sư được rồi. Nó khổ như vậy đó. Mà nếu mà cái Phật pháp mà cái kiểu mà ai nói cũng được đó, thì còn gì là cái tuệ giác của một Đức Phật nữa. Cứ mở kinh điển ra mà coi mình sẽ thấy lậm xương sống. Thì ra là cái cách suy diễn của mình đó, là nó nghèo cho nó như ăn mài vậy đó nha. Cứ là cứ nói chung chung mà tôi cứ nghe nhiều buổi giảng mà tôi tiếp tôi nói này rất là phiền lòng, mà tôi bực phải nói chứ là hãy cẩn thận mình xem là cách giảng của mình người đời họ có bắt chước được hay không. Cái kiểu mà giảng chung kiếm mấy cái đề tài mà mình mềm á, là cứ đáp ứng vào cái nhu cầu đại chúng, ví dụ như chị Hiếu mà cứ nói hoài là bà con nó mềm lắm. Tại vì sao? Nói rồi nó đau lòng. Cái nói theo kinh tế Việt Nam ấy, cái người nắm tài sản gia đình là cha mẹ đấy. Mà bây giờ mà có cha mẹ nào mà nghe chữ Hiếu mà không khoái hả? Mong là ông sư nói sợ nó lọt vô cái lỗ tai trâu của con mình, nó về nó có hiếu với mình chứ. Mà cha mẹ là người nắm tài sản ở trong gia đình đấy. Cho nên làm sao mà ông bà là chủ gia đình mà ông bà khoái là được rồi. Cứ giảng mà cứ mà lìa xa thì nó khổ lắm nha. Ok. Cho nên chính từ cái chỗ mà mình chạy trốn cái khổ mà không có sự hướng dẫn của vị chánh đẳng giác, cho nên mình cứ lây hoay cứ đi lây hoay cứ lây hoay để giải quyết cái khổ. Mà tôi đã nói rồi, lây hoay mà không có chánh pháp là lây hoay cách nào? Chỉ có ba hầm thôi. Cứ là lây hoay bằng cách là 12 bất thiện, lây hoay bằng cách là 8 đại thiện, lây hoay bằng cách là 15 thiện, xin lỗi, chính thiện đáo đại, tức là 5 thiện sắc và 4 thiện vô sắc. Đại về tổng cộng là cứ lây hoay bằng 12 bất thiện, cứ lây hoay bằng 8 đại thiện, cứ lây hoay bằng 9 thiện đáo đại. Như vậy thì các vị thấy là 12, 8 rồi là 9. Mà cứ bao nhiêu cứ lây hoay mãi. Cho nên ở đây đó, lẽ ra đó là tôi phải giải thích bất thích mấy kia trước, nhưng mà tôi có điều mấy kia đã giải thích rồi nha. Thì cái câu thứ tư nó quan trọng, vì đâu mà chúng sanh được tạo ra, giải thích rồi. Rồi cái gì mà nó làm nên cái sự lang thang của chúng sinh, đó chính là cái tâm, rồi cũng đã nói rồi. Rồi cái gì mà nó là chỉ cái gì mà chịu luân hồi được, đó chính là cái sự có mặt của chúng sinh, rồi cũng nói rồi. Và cái thứ tư này, đúc khe nó phải mới chặt tí, cái kisma nó phải mới chặt tí, cái gì mà nó làm cho chúng sanh không có giải thoát được, chính là khổ. Đấy. Mà mình tu thiền quán làm sao? Cứ nói mà lúc các vị cứ quên miết. Ha. Tu thiền quán, đời sống thì có hai cái khổ. Trước hết phải nói cái đó trước, đời sống có hai khổ. Khổ do quả và do nhân. Còn nhớ không? Tôi không biết các vị còn nhớ cái phần hồi nãy tôi đã giảng không?
Khổ do quả là do quả bất thiện và do tâm, tâm tái tu. Đó, phải nhớ cái này. Khổ do quả là sao? Là khổ là do quả bất thiện. Bây giờ sanh ra là con chó, con heo à, rồi làm người khổ, làm người bệnh, làm người nghèo, làm người không có điều kiện để mà sinh hoạt, không có điều kiện để mà sống thoải mái như người ta, thì đó được gọi là khổ do quả bất thiện. Nhưng mà nó có cái khổ thứ hai nữa, tức là khổ do tâm cái tục. Mà tâm, mà hả, tâm cái tục nó cũng là quả mà. Thế dù mình sanh ra mình làm đế thích thì mình làm phạm thiên. Đấy, thì sao? Thì tuy nhiên đó họ không có cái chuyện mà bệnh tật rồi đói rách lạnh nóng bệnh hoạn pháp lý rồi thù quán rồi thiên tai nhân họa, đúng, họ không có. Nhưng mà hãy còn có cái tâm tái tục là còn khổ, bởi vì hãy có tái tục là còn có mặt. Okay. Cho nên khổ này có hai, là khổ do quả, khổ do nhân, mà khổ do quả là như vậy đó. Một là do những cái quả ác đời trước, mà thứ hai đó là do có tâm tái tục cho nên mới có cái thân. Rồi từ có cái thân nó mới là bị sanh, bị già, bị đau, bị chết nha. Đó gọi là khổ do tái tục. Mà cả hai cái này gom chung là khổ do quả. Còn cái khổ do nhân là sao? Khổ do nhân tức là cũng có hai. Một là do tâm bất thiện hiện tại. Rồi thứ hai đó là gì? Là do sự có mặt của tâm nên mới bị sự chi phối của chi của tám tâm tướng. Đó, cái đó là như vậy đó. Tức là do cái tâm bất thiện ấy, à, mà mình còn cứ mỗi lần có tâm tham làm sao thì bản thân cái sự có mặt nó đã là khổ rồi. Rồi thứ hai nó là do cái sự có mặt của tâm ấy, cho nên nó bị sự chi phối tâm tướng. Có nghĩa là lúc thì cái tâm nào đi nữa nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi nha. Nó chỉ tồn tại trong một sát na thì rồi phải biến mất. Thì cái sự biến mất đó được Đức Phật gọi là cái chết. Sự xuất hiện của một cái tâm được gọi là sanh. Nha, và sự biến mất của một cái tâm được gọi là tử nha. Chứ không có đợi chỉ sinh tử mà hiểu được nghĩa nghèo á, có nghĩa là lọt lòng mẹ bỏ hỏng gốc ngon hoa đó, thì đó gọi là sanh. Rồi 90 tuổi nha, lưng còng má hết, tóc bạc da nhăn lăn đùng ra lạnh ngắt cứng đơ, nó gọi là tử. Thì cái đó là hiểu nghĩa thì đúng, nhưng mà nó nghèo đó, nó có một nửa thôi. Đó là cái chết, cái chết tục đế, cái chết chế định, cái chết thiên thiết, cái chết giả lập. Còn cái chết chân đế, cái chết rốt ráo đó là chính là cái sự có sự xuất hiện của một cái tâm được gọi là sanh, mà cái sự vắng mặt của tâm thì của một sắc na tâm đó thì gọi là tử. Rồi cái sắc pháp thì cũng vậy, cái sự có mặt của các cái tế bào, các cái đơn bào thì đó gọi là sanh. Và cứ mỗi cảnh khắc như vậy thì những tế bào của mình nó bị thay đổi, bị đào thải, thay vào đó là những cái mới, thì đó được gọi là tử. Và biết các vị còn nhớ không, 70% bụi trong cái căn phòng người ở, ở đó thêm cái chữ người ở nha, cái râm là cũng ớn mà không biết, căn phòng có người ở nha, thì 70% bụi trong đó là gì? Là da khô của mình. Các vị có tin chuyện đó không? Dễ sợ như vậy. Mà da khô là gì? Tức là da chết. Mà da chết tức là những cái tế bào nó bị đào thải, mà đó chính là cái xác chết của xác pháp đó. Dễ sợ như vậy. Cái chết của danh pháp không để lại dấu vết, nhưng mà cái chết của xác pháp không để lại dấu vết. Cho nên 70% bụi, 70% bụi trong chỗ người ở hả, là da khô. Kinh khủng chưa? 70% bụi mà trong chỗ người ở đó là da khô. Mà nếu mà biết cái này rồi đó ha, là mình đi đến mình thàm, mình đến chỗ nhà mình gớm chết được. Bởi vì có cái không khí nào mà không có bụi? Mà cái chỗ có người ở là 70% bụi đó là cái da khô của người ở sống trong đó. Đó, cho nên những cái kiến thức Phật pháp mà được bổ sung những kiến thức khoa học thì nó có lợi cho mình ghê lắm, các người biết không? Rất có lợi. Nó chỉ hỗ trợ thôi, chứ cái kiến thức bách khoa nó biết thì cái này nó có lợi cho mình khi mình quán thể trường đó. Chứ mình biết mình đã lặn sống rồi, biết mình lặn sống.
Và nếu mà mình biết được đó là cái nguồn bệnh, cái nguồn dơ đó, tôi chưa nói tôi có một cái tôi góp kinh hoàng đó là sao, đó là cái bàn phím của cái máy computer đó, nó dơ hơn cái bồn cầu, các bạn biết không? Cái bồn cầu ở chỗ mà mình đi toilet đó, thấy nó ghê, mình thấy nó hôi, nó hám vậy đó, nhưng mà nó đâu có dơ bằng cái bàn phím computer. Vì sao? Vì nhiều lý do lắm. Vì cái bàn cầu là một ngày mình chỉ sử dụng nó một hai lần thôi, dễ sợ như vậy à, một hai lần thôi. Trong khi cái bàn phím mình ngồi hàng giờ trên đó chưa hết, cái chất dơ mà mình dính ở trên bồn cầu đâu có phức tạp, mà nó đâu có phong phú. Xài cái chữ phong phú đây nó rất là mỉa mai, nhưng mà sự thật nó là phong phú, nó không có đa dạng như là cái dơ mà mình bôi lên cái bàn phím. Mồ hôi của mình nè, nước bọt của mình nè, rồi mà thứ mình ăn cái này mình ăn cái kia, mình bóc cái này mình rờ cái nọ, đều bôi lên hết cái bàn phím. Cho nên là mình đâu có ngờ rằng là cái trái cái nấm cửa đó, mình trong rừng nó nấm cửa, tôi hiểu cái nấm cửa đó là cái ta nấm cửa. Còn cái người mà để mà 4 số 0 mà là cái gì, tại sao mà cái ta nấm cửa là trung tâm cung cấp vi khuẩn. Rồi cái gì nữa, những cái khăn ẩm ẩm mà trong nhà bếp mình dùng để lau cái này lau kia trong bếp là cũng là trung tâm cung ứng vi khuẩn. Rồi cái gì nữa, cái chỗ mà mình rửa chén, cái thao rửa chén, hoặc là cái bồn inox mà mình rửa chén là trung tâm cung cấp vi khuẩn. Cái bàn phím computer là trung tâm cung cấp. Nhưng mà còn cái này là cái mà tôi lạnh xương sống nhất mà các vị không có tưởng tượng được, đó là cái này internet mà tôi đọc đó, chính là cái bóp đầm, cái sắp tay của phụ nữ là được xem là tổng đàn chủ, trung tâm chỉ huy của tất cả chỗ dơ bẩn nhất trên hành tinh này mà con người có thể sáng tạo ra, đó chính là cái sắc tay hay là cái bóp đầm của phụ nữ. Là vì sao? Là vì là họ đi đâu họ cũng cầm nó. Và cái bóp tiền, tiền chính là cái dơ nhất trên thế giới này, nhưng mà đã được chứa trong cái bóp đầm đó. Và đàn bà thì hay ăn vặt, cho nên bao nhiêu cái dầu mỡ rồi thức ăn là họ cứ ăn xong rồi cái tay họ là họ cứ nhét vô trong cái bóp đầm. Cho nên là cái dơ nhất trên hành tinh này, mình muốn giết một con người nào đó là mình cứ lấy cái bóp phụ nữ mình trùm lên đầu họ trong vòng khoảng chừng 1 ngày 15 phút thì giá bà nó cũng chết. Trước thì mình nếu mình không chết được hợp thở thì mình hết cái đó xong nó cũng chết nha. Cho nên mà cái đó đâu nó ra, nó cũng chính là một phần lớn là cái dơ trong cơ thể của mình. Dễ sợ như vậy, đó là những cái biết mà mình không thể nào mà mình làm lơ nha. Thì bóp đầm để sạch tay. Và một điều quan trọng nhất là những cái đó không bao giờ được giặt. Nó có nhiều thứ nó bằng da sao giặt. Và tôi cũng chưa nghe nó đi giặt cái bóp đầm hay là cái sạch tay, tôi chưa nghe nó nha. Chắc có, nhưng mà mấy người chắc cũng là đặc biệt ở trên trời mới xuống là sao, nó không thường mấy cái đó xài nào cũ rách trầy xước rồi mà cái đó không có tới đâu hết. Cho nên nói hồi ối bây giờ nha. Ok, bây giờ tôi trở lại một chuyện rất là quan trọng, đó chính là do khổ quá rồi lây hoay đối phó, mà không có Phật ra đời rồi lây hoay bằng cách nào? Lây hoay bằng ba hành à. Cho nên đây là lý do tại sao mà Dukkha Naparibbucchati, do khổ quá mình không thoát được. Và tôi nói lại, khổ nó có hai, là khổ thân và khổ tâm. Hành giả khi mà tu tứ niệm xứ thì thứ nhất là khi mà cái khổ quả nó xuất hiện, cái khả năng chịu đựng tốt hơn. Thí dụ như mình có chánh niệm thì mình bị người ta chửi, bị người ta đánh, còn mình bị bệnh hoạn, cái khả năng chịu đựng tốt hơn, đã đậm rồi. Mà cái thứ hai nữa là tránh được cái khổ nhân, có nghĩa là tránh được cái phiền não nha, tránh được cái phiền não mà nó ít chừng nào thì bớt khổ mình đó. Cho nên nó là cái bản thân cái phiền não nó cũng là cái khổ. Cho nên Dukkha Naparibbucchati là nó có hai nghĩa. Một là do khổ quá nên lây quay tìm đến với ba cái giải pháp, đó là ba hành. Đó là cái hiểu thứ nhất. Cái hiểu thứ hai nữa là bản thân cái phiền não nó cũng là một cái khổ nha. Bản thân phiền não nó cũng là một cái khổ. Cho nên là cái hiểu cái chữ khổ để nó hai nghĩa như vậy. Mà đặc biệt phải nhớ cái câu của Hòa Thượng, đó là chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu của mình là vậy đó. Cũng khổ quá cái nó lây quay đối phó, nó lây quay toàn nó được tầm 7 đến khát nước để uống nước muối. Thì tưởng tượng nó đậm trời, khát nước để uống nước muối. Ok, khát nước mà đi kiếm nước muối mà uống. Khổ quá là đi lấy cái khổ này nó lấp liếm cái khổ kia đó, lấy cái khổ này nó giải quyết cái khổ kia chứ vậy thôi. Có nhiều khi mình giải quyết cái khổ bằng cách là đi tìm cái hoại khổ. Nếu các vị nghe hiểu không,
Khổ khổ là sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu. Rồi cái hoại khổ là sự vắng mặt của những cái gì làm cho mình dễ chịu. Thí dụ như bây giờ nực quá đó là khổ khổ, cái bật quạt máy lên thì nó là hạnh phúc. Đang quạt máy tự nhiên tắt điện, cúp điện thì đó là hoại khổ. Hiểu nôm na như vậy cho dễ đi. Còn cái hạnh khổ là chỉ cần có cái thanh này ở trong cái xíu nóng thì nó đã là xíu khổ, cái hạnh khổ rồi nha. Rồi bây giờ mình muốn giải quyết cái khổ này, mình đi lấy cái khổ kia mình đẩy lên. Giống như mình thấy một cái đống mửa mình gom nó, mình lấy đồ dẻ mình chọc lên, bản thân cái đồ dẻ nó cũng là dơ nữa, mà nó dơ kiểu khác. Rồi cái đống mửa nó dơ kiểu khác. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là bài khác. Cái bài tiếp theo là bài tiếp theo là cái gì tạo nên con người, cái gì tạo nên sự rong ruổi, cái gì làm nên sự luân hồi, cái gì mà ai chịu cảnh luân hồi, và cái thứ tư là kinh su tassapara nè. Cái chỗ dựa chỗ nương của chúng sinh là gì thì ở trong đây mới giải thích là nghiệp. Đó, chỗ này nè, chỗ nương của chúng sinh là nghiệp. Thì ba cái kia được giải thích thì giải thích cái thứ tư thôi. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là cái chỗ nương, nghiệp là thân quyến thuộc của bà của chúng sinh trong cõi trầm luân. Cái đó chúng ta chắc chắn là phải biết rồi, chỗ này cần rất nhiều. Nghiệp này nó là một cái tên gọi khác của ba. Nghiệp là một tên gọi khác của ba chi. Tôi không thèm nói, tôi cho các vị nói ba gì. Thì ở đây chúng chú giải hỏi cái gì là chỗ dựa của nghiệp của chúng sanh. Rồi trong Đức Phật trả lời trong cái câu kể này, người nói chỗ dựa đó là nghiệp. Rồi tôi mới giải thích nghiệp đây là một tên gọi khác của ba gì. Trời đất ơi, đồng trời. Tôi kêu ba hành trời. Tôi đã nói, tôi nói bài, tôi nói tâm, tôi nói cái câu hình chú, nó cái câu đó phải học thuộc lòng. Thấy nó, cái việc sẽ rất nhạc nhiên, ủa sao cái câu có gì hay mà bắt học thuộc lòng, phải học thuộc lòng. Do vô minh trung bốn đế, nên nó dẫn đến ba hàm. Rồi ba hàm đó là, đây là phi phúc hàm. Phi phúc hàm, rồi phúc hàm và bất động hàm. Phải nhớ cái đó mới đi tu thiền quán được. Mấy cái này mà không biết đó, nha. Thì thà chết trên đất Việt Nam chứ đừng có giác cái mặt mà đi qua bên Miến Điện thì nó tốn tiền máy bay đó. Tôi nói thật, biết cái gì mà tu hả? Biết cái gì mà sợ luân hồi, biết cái gì mà tu nếu không biết cái câu thần chú do vô minh trung bốn đế nó dẫn đến ba. Cái câu này nó nghe nó thường mà tôi biết một điều nó tâm để nó, ủa cái câu này có cái gì mà bắt được không? Bởi vì rồi đây các bạn sẽ thấy cứ tôi giảng cái gì cũng móc cái này ra hết, cái gì cho nên cũng lấy ba cái này ra. Đây là lý do tại sao người ta chửi mình là tiểu thừa chứ đó. Tại vì người ta không có hiểu, người ta không hiểu ba hành là cái gì, người ta không hiểu bốn đế là cái gì, cho nên người ta chửi mình là tiểu thừa. Người ta nói là tinh tấn là tu theo bốn đế, còn duyên giác là tu theo 12 duyên khởi. Cái này mà người Việt với nhau, người Tàu với nhau nói nhau nghe thì thấy hay, chứ cái này nói cho Tây nó nghe đó là tôi xin báo trước còn thêm nhục. Bởi vì người Đức, người Anh, người Mỹ họ nghiên cứu Phật pháp kỹ lắm, rất là kỹ. Cho nên cái họ nghe người Việt mà phân tích cái đó là họ thấy mình đã dốt vào chính trị rồi, bây giờ dốt về cả về tâm linh, về tôn giáo nữa nha. Mà không hiểu tại sao mà cứ hết đời nên đời này qua đời khác mà cứ không dám thử một lần đi nghiên cứu kinh điển, câu kinh điển nói cái gì mà cứ làm theo cái lối mòn của sư phụ giảng cái gì nghe mà tôi rất làm lạ. Ăn thì sợ cao máu mà dư mỡ, mà học đạo là cứ không có, lại rất là ẩu, không có cẩn thận nha. Cái nhớ câu thần chú này, do vô minh trong bố đế mới dẫn đến ba hành, từ anh ba hành này nè nó mới dẫn đến là hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, là cứ đó nó mới ra. Mà ngay cái gốc đó là cái gốc có bao nhiêu đó thôi. Chủ dựa chúng sanh đó là nghiệp, mà nghiệp đây nó là tên gọi của khác của ba hành. Cái đây là nếu một người mà học cứng gì pháp mà có đầu hiện là hiểu rồi, chỉ cần nói là nghiệp ở đây là tên gọi khác của ba hành là tôi có hiểu không? Tại vì chính vì phi phúc hành này nè nó mới dẫn đến bốn đọa xứ, chính vì phúc hành này nè nó mới dẫn đến các cõi dục thiên nhân loại và phạm thiên sắc giới, thì chính cái bất động hành này nè nó mới dẫn đến cõi vô sắc. Mà ba cái ông này nó là gì, hãy nhắc có ba ông này là phải nhớ đến mình tới cái câu mà tam giới như quả trạch, có nghĩa là cái ông mà phi phúc hành á là nhà trái mà trung chúng sàn,
Còn cái ông phúc hành á là nhà trái ấm chung như nhà tắm, còn cái ông bất động hành á là nhà trái ấm leo nóc nhà mà chung những sàn á cũng chết, mà chung như nhà tắm cũng chết, mà leo nóc nhà cũng chết. Mà tôi có một chuyện mà tôi không biết là con có thấy nhà nó cháy bao giờ chưa, mà nhà gỗ nhà lá nó cháy thì không nói gì, còn cái thứ mà nhà bằng bê tông mà nó cháy mới là cao siêu. Bê tông mà nó cháy nứt, nó nứt ra rồi nó rớt từng mảng, lúc đó mình mới thấy là trong nóc nhà rồi nó chết kiểu khác, mà ở trong nhà tắm nó chết kiểu khác, mà ở dưới sàn giường nó chết kiểu khác nha, nhưng mà đều chết sạch hết, chết lâu chết mau chết chậm thôi chỉ chết hết. Cho nên chủ dựa chúng sanh là nghiệp, mà nghiệp là một tên gọi khác của ba hành. Ok, sáng nay đó mình thật ra đó mỗi lần kinh tôi giảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà nếu mà các vị có một cái căn bản giáo lý đó thì mấy cái chỗ này là nghe, mấy chỗ này là mình ôm được rất là nhiều thứ nha, rất là nhiều thứ. Hey, rồi chắc nghỉ quá, 6:30 rồi, 6:30 rồi. Rồi hẹn nó bị lấy ngày mai, vậy là ngày mai. Xin đảnh lễ cho Tôn Đức. Yeah.